Can you say high five? No, say high five times. Ok, hello anh em, mình là Huy. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Thờ Lạt No 71. Dạo này mình chơi TSB rất là nhiều anh em ạ. Mình chơi nhiều tới mức mà mình không làm video luôn. Một phần cũng là do mình biết content nữa. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ làm về Backdash Cancel. Một cái check mà rất là nhiều anh em đã yêu cầu mình làm. Mình biết về cái check này kể từ khi nó vừa ra mắt rồi anh em ạ. Nhưng mà lúc đấy mình không làm được. Kiểu làm 10 lần nó mới được một lần ấy. Thế nên mình bỏ qua cái check đấy luôn. Nhưng mà dạo gần đây mình vừa mới phát hiện ra cách để làm được cái check đấy. Đó là macro. Đó. Em có thể làm được backdash cancel chỉ với một button. À nhầm, bấm một nút là được anh em ạ. Đó. Nghe đơn giản không? Tí nữa mình sẽ vào range và chơi như bình thường thôi. Nhưng mình sẽ đổi style. Nó là một cái style mà sẽ gọi là làm dùng backdash cancel rất là nhiều. Và nó là OP nè mà. Ok. Không dài dòng nữa. Còn bây giờ thì vào video nhá.